Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khu di tích K9 Đá Trông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Dâng hương dâng hoa bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn công lao to lớn, sự cống hiến và hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đoàn đại biểu đã báo công với Bác những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Với những kết quả và thành tích đã đạt được 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xin hứa với Bác tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong công tác quân sự quốc phòng, trong đó tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng đường lối chủ trương của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã dâng hương dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Montreux ở ngoại ô Paris, Pháp đã tổ chức trang trọng lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreux. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định những đóng góp to lớn của Bác cho đất nước dân tộc Việt Nam, người đã dày công vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Các hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn trong năm 2023, thời điểm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ xúc động và cảm ơn chính quyền thành phố Montreux đã dành tình cảm sâu sắc không chỉ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cho cả nhân dân Việt Nam. Mỗi dịp Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9, chính quyền thành phố Montreux đều tổ chức lễ dâng hương trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong công viên thành phố. Sau buổi lễ, đoàn đại biểu đã đến thăm không gian Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Sống, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật và tư liệu về người. Thưa quý vị, Bác Bó, Cao Bằng, vùng đất lịch sử gắn liền với chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam những năm 1941-1945, người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sau hành trình bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, nơi đây, núi rừng, bản làng, từng địa danh lịch sử đã in đậm hình ảnh Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc Việt Nam. Về thăm Bác Bó vào những ngày mùa thu tháng 9, mỗi người dân Việt Nam như được trở lại không khí của một thời kháng chiến gian khổ, trường kỳ của dân tộc. Cảm nhận nỗi vất vả nhưng đầy lạc quan ở nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc. 78 năm qua, tiếp bước truyền thống hào hùng vẻ vang của Bác Hồ và các thế hệ đi trước, người dân Hà Quảng, Cao Bằng luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn, ý chí khát vọng xây dựng quê hương đất nước phát triển. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 50 km về phía Bắc là khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó thuộc địa phận xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Trong những ngày sống và làm việc tại đây, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng bộ Nhân dân huyện Hà Quảng đã đưa ra nhiều quyết sách lớn cho con đường cách mạng của dân tộc. Và từ đó, Bác Bó đã trở thành đại bản doanh của căn cứ Việt Bắc, là cuộc khởi đầu cho chiến thắng cách mạng tháng 8 năm 1945. Hơn 70 năm qua, tinh thần, ý chí quyết tâm ấy cho đến nay vẫn là động lực để những người con trên mảnh đất Hà Quảng nỗ lực vươn lên phát triển địa phương. Nhớ về những công lao to lớn của Bác đã đem lại cho bà con nơi đây, học tập và làm theo tấm gương của Bác. Cuộc sống nhân dân từ đó đến đây đã hơn rất nhiều, giúp cho bà con xóa được đói, giảm được nghèo. Người dân rất vui mừng và phấn khởi ạ. Thực hiện công cuộc đổi mới xã hội, người dân đoàn kết nỗ lực xây dựng quê hương phát huy tiềm năng lợi thế. Diện mạo nông thôn huyện Hà Quảng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân dần được cải thiện. Các mô hình phát triển kinh tế được nhiều hộ gia đình thực hiện hiệu quả. Trong những năm gần đây, thì bộ mặt địa phương nông thôn mới của xã Trường Hà đã có sự khởi sắc đổi mới về đời sống nhân dân, luôn phát huy tinh thần đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn tại thôn xóm và đời sống bà con nhân dân luôn luôn vui mừng phấn khởi đi lên trong cuộc xây dựng nông thôn mới.
78 mùa thu đã trôi qua, nhưng trong tâm trí của người dân nơi đây vẫn vẹn nguyên những ký ức về một thời đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc. Tiếp nối truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những người con của vùng đất Hà Quảng sẽ luôn nỗ lực đổi thay diện mạo quê hương thêm nhiều khởi sắc, xứng đáng là địa chỉ đỏ của nguồn cội cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hirehisa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9.